Thưa quý vị, chắc hẳn là mọi người không còn xa lạ với hoạt động cắm trại nữa. Hoạt động này trước đây là chỉ gói gọn trong sinh hoạt tại các trường học dành cho học sinh, sinh viên. Nhưng mà giờ đây, cắm trại đã phát triển hơn khi vừa kết hợp hoạt động cắm trại với du lịch. Giờ đây, tại huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ, có một địa điểm cắm trại thú vị với khung cảnh đồng lúa, không chỉ ít khói bụi mà còn được gắn kết tình thân gia đình và bạn bè. Quý vị và các bạn thân mến, đồng lúa hình ảnh quá đổi bình thường đối với người dân đồng bằng, nhưng chính bởi nét giản dị mộc mạc này cộng thêm chút sáng tạo của người trẻ, đồng lúa bỗng trở nên đẹp lạ và trở thành nét độc đáo dành cho những ai yêu thích thiên nhiên. Mình là một người rất là đam mê du lịch cũng như là làm trong lĩnh vực du lịch, đi cũng khá là nhiều và chia sẻ cho mọi người cũng khá là nhiều. Nhưng ngày hôm nay thì ở đây thì mình cũng muốn làm một cái loại hình mới mẻ, lan tỏa cái mô hình này cho những ai thích hòa mình với thiên nhiên. Cảnh quan ở đây nó cũng khá là phù hợp, có kênh nước, có hàng cây xanh và có một cái view đồng lúa nó cũng khá là đẹp. Cho nên là nó phù hợp với cái nơi mà mình có thể là dựng lều và hạ trại. Và cái tên cắm trại trốn tìm ấy là mình cũng muốn nhấn mạnh ở đây một cái ý, đó là trốn vội vã, tìm bình yên. Một nơi mà cắm trại lý tưởng là chúng ta phải xa thành phố, ít khói bụi và vắng tiếng ồn. Cái chi phí nó cũng không quá cao cho một người, 300-400 nghìn thôi. Mình chuẩn bị gần như đầy đủ những cái vật dụng cần thiết cho một cái chuyến đi cắm trại. Có khá là nhiều cái hoạt động vui chơi tập thể với nhau, rồi đốt lửa trại, rồi tắm sông, câu cá, chèo súp. Chỗ của mình sẽ có nhân viên để hỗ trợ an ninh cho những buổi tối. Cho nên là khách khi mà lưu trú nghỉ ngủ lại qua đêm thì sẽ rất là an tâm. Buổi tối có thể là mình đốt lửa trại, mình ngồi quây quần với nhau, mình tâm sự, mình chia sẻ những cái câu chuyện rất là đời thường. Và từ đó thì bạn bè có cái sự gắn kết, cảm thấy rằng là quý mến nhau hơn. Thường cắm trại sẽ có 3 khoảnh khắc không nên bỏ lỡ. Buổi chiều chúng ta sẽ đón hoàng hôn. Buổi tối thì mình có thể quây quần ngồi với nhau, mình chuẩn bị thức ăn và nướng BBQ. Buổi sáng thì chúng ta có thể là ngoài cánh đồng có sương mờ xuống rất là đẹp, gọi là săn sương và đón bình minh đấy. Kết hợp với cái hình ảnh quyện vào với lại cái sương mờ thì đây là một cái hình ảnh rất là đẹp. Em tới đây lần đầu tiên em cảm thấy thú vị vì tự tay mình dựng được lều, cảm thấy chill và yên tĩnh. Lần thứ hai em đến trải nghiệm ở tại địa điểm cắm trại trốn tìm. Không gian thì em cảm giác là rất là thốn, những cái giống như món ăn là mình cảm giác mình tự làm, cảm giác là nó sẽ thoải mái hơn. Có một cái điểm cũng rất là đặc biệt, có những cái cặp tình nhân khi mà họ đến đây họ trải nghiệm và có những cái khoảnh khắc kỷ niệm rất là vui thì sau đó về họ quyết định kết hôn với nhau và mời mình đến dự đám cưới. Giống như mình đang kết nối được rất là nhiều bạn bè cũng như là những cái cặp tình nhân khi mà đến đây trải nghiệm. Nếu một ngày nào đó bạn cảm thấy quá áp lực trong công việc, quá là mệt mỏi bởi những cái deadline hay là những cái target thì có thể mình dừng lại một nhịp để về đây chúng ta trốn vội vã và tìm bình yên.